Cái combo của Ryobi nha anh em, khoan độc, radio, đèn pin, mài, cái bánh đinh, mấy cái rung, rồi bánh keo, cưa lọng, máy bơm hơi, máy vít, cưa xích, bù lông, để cầm, đèn pin. Đèn led, radio, mài, khá mới ha. Thổi bụi. Máy bánh vít. Rồi anh em nào có quan tâm liên hệ 0903 397 180, hàng này hàng tầm khoảng mới trên 95% hết. Cưa rootless. Cưa rootless nha. Cưa pin rootless. Review cho anh em xem cái cưa lọng. Hộp vít, bánh đinh, có đinh ép và đinh u luôn. Rồi anh em nào có quan tâm xin liên hệ tổng 0903 397 180, Ryobi, bao gồm có radio lớn, radio nhỏ, đèn led lớn, đèn led nhỏ, máy bơm hơi, máy bánh đinh lớn, máy bánh đinh nhỏ, cưa xích, em có 36V và 18V. Đó. Cưa lọng, bao gồm có cưa lọng không thang và cưa lọng có thang. Cưa lọng không thang thì hàng Mỹ về. Combo Ryobi thì có không thang và có chổi thang. Cặp này là có chổi thang. Mới tầm khoảng 98%. Rồi anh em liên hệ 0903 397 180. Cảm ơn anh em. Anh em nhớ subscribe cho mình. Cảm ơn nhiều ạ.